Theo chỉ thị 16 có hiệu lực từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, các xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống sẽ tạm ngưng hoạt động, nhưng lực lượng shipper vẫn hoạt động bình thường. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khi thành phố áp dụng chỉ thị 16, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải thành phố chuẩn bị tổ chức triển khai hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ô tô, trừ trường hợp vận chuyển bệnh nhân hoặc những người có tầm quan trọng. Tạm ngừng hoạt động xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống chở hành khách. Ngoài ra, dịch vụ xe máy giao hàng, gọi shipper vẫn được hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo các quy tắc yêu cầu phòng chống dịch. Thưa quý vị, như Chairman Daily Shop News đã từng đưa tin, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu thành phố Thủ Đức và các quận huyện triển khai thí điểm hướng dẫn cách ly tại nhà cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, cụ thể là F1. Cụ thể, những trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà như sau: người được xác định tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 có mang khẩu trang y tế trong quá trình tiếp xúc, có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính với SARS-CoV-2 trong khi chờ thực hiện xét nghiệm RT-PCR và thuộc một trong các nhóm: người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 nhưng không thường xuyên, người làm việc cùng phòng với ca bệnh nhưng vị trí làm việc cách xa trên 2m và không có sự tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh. Người tiếp xúc gần là người già trên 60 tuổi, trẻ em, thai phụ, người tàn tật, cần sự chăm sóc, hỗ trợ. Đối với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm lần cuối là âm tính thì sẽ được chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về tự cách ly tại nhà. Ngoài ra, việc cách ly F1 tại nhà phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong thời gian cách ly tại nhà, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 5 lần vào thời điểm ngày thứ nhất, ngày thứ 7, ngày thứ 14, 20 và 28 kể từ khi bắt đầu cách ly. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 đã kết thúc vào chiều hôm qua sau buổi thi ngoại ngữ vào chiều ngày 8 tháng 7. Trong quá trình diễn ra kỳ thi đã có phát hiện thêm những ca F0 là thí sinh đi thi. Tại địa điểm thi trường Trung học cơ sở Lý Phong, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, các thí sinh chung phòng với ca nam F1 phải nán lại để chuẩn bị theo xe được phân phối đi cách ly theo quy định. Sau khi nghe thông báo từ phía nhà trường, nhiều phụ huynh đã tranh thủ đến đưa một số vật dụng cá nhân cùng quần áo để các em dùng trong thời gian cách ly. Nhiều phụ huynh cho biết vào tối ngày 7 tháng 7, gia đình được nhận thông báo ngày thi 8 tháng 7, con bà sẽ phải ở điểm thi cả ngày và sau khi thi môn tiếng Anh sẽ đi cách ly luôn. Hội đồng thi dặn dò gia đình có thể gặp con và mang các vật dụng cá nhân, quần áo cho con sau 16:30 trước khi con lên lượt cách ly. Các bậc phụ huynh chia sẻ, họ rất lo cho tình hình của thi cử của con nên hạn chế tiếp xúc với người ngoài để đảm bảo con được dự thi, nhưng không ngờ tới lúc thi thì lại xảy chuyện. Được biết, thí sinh sẽ được cách ly tại khách sạn HL trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 và toàn bộ chi phí sẽ được hỗ trợ. Thưa quý vị, tin từ Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trung tâm cần tình nguyện viên hỗ trợ tham gia vận chuyển xe cứu thương phòng chống COVID-19. Trung tâm cấp cứu 115 đang trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 với chức năng nhiệm vụ gồm vận chuyển cấp cứu người bệnh tại cộng đồng, vận chuyển các trường hợp liên quan đến COVID-19 giữa các cơ sở cách ly, bệnh viện điều trị trong và cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Duy Long, giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 kêu gọi các cá nhân nào là tài xế hãy cùng tham gia hỗ trợ trung tâm trong việc vận chuyển người bệnh. Về nguyên nhân cần tài xế lái xe cứu thương, bác sĩ Duy Long cho biết do nhiều tài xế của Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu vệ tinh bị cách ly là F1, F2 vì liên quan đến các ca bệnh. Được biết, những người tình nguyện tham gia sẽ được trung tâm huấn luyện về công tác vận chuyển, khử khuẩn để phòng chống COVID-19. Các tài xế sẵn sàng chạy đêm hôm, được tiêm vaccine COVID-19.